Em tên là Hansra, năm nay em 17 tuổi rưỡi. Hiện tại sống Việt Nam được 7 năm và là người Hàn gốc. Người Hàn gốc luôn và sống ở Việt Nam được 7 năm, học tiếng Việt ở đây luôn. Dạ. Và em hoạt động âm nhạc được bao nhiêu năm rồi? Chưa, gần được 1 năm. Mới có gần 1 năm thôi. Con đường sự nghiệp còn dài phía trước ha. Và hôm nay đến với chương trình này em sẽ được mở mang kiến thức. Đặc biệt là với những người anh, người chị ở đây. Còn Karik, thấy em có vẻ rụt rè quá. Rồi làm sao em vô đây em có thể em gọi là có thủ sẵn mọi dao, búa, gươm, giáo này kia để mà đối địch trị lại với những con người này. Anh nói sao vậy? Karik đâu có dao, gươm gì đâu. Nó có xiềng xích. Đây nè. Dạ vâng, nó có xiềng xích. Thì thực ra thì do em chưa quen mọi người, không khí ở đây ấy, từ từ em nghĩ cái gì nó cũng phải có thời gian từ từ mà quen rồi. Đến khi em sau quen đó hết thì chương trình đó em. Phải thích ứng sớm em nha. Bây giờ nè, hai chủ nhà mà muốn mời ai về với đội mình đây? Karik hay là Hansara? Sao? Em thích ai? Karik. Mà Sam nó mê lộ liễu ra mặt luôn vậy đó. Tại anh nhân hỏi thì em nói rồi mà. Mà Sam cái mặt của mình nó hiện rõ lắm Sam. Cái mặt này nè. Karik. Kiểu giống như nói chuyện với Trường Giang, kiểu nói chuyện ba đó. Ba, con thích ảnh. Kiểu vậy á. Nói đi Sam, em thấy sao? Em vẫn nghĩ là bạn này hát hay với cái body đó. À, chắc là ngoài cái body thôi. Không, em vẫn nghĩ là bạn này hát hay. Nhưng mà cái dòng nhạc này không phải là dòng nhạc của bạn đó. Mà bạn đó phải hát những cái dòng nhạc mà nó trẻ hơn một chút xíu. Karik, em có đồng ý với Sam không? Karik nghĩ sao? Má em nói dù con gái chọn gì mình hay chọn ngược lại. Oh. Phải chọn ngược lại em, má dặn vậy. Thì cho tới bây giờ em vẫn giữ quan điểm với bạn này, hát rồi, không hay. Nghe lời má, Karik có hiếu lắm em. Em cũng nghĩ là không hay. Cái gì vậy Sam? Sam trở mặt như trở bàn tay mỗi vậy. Mỗi người ở mỗi một cái thời điểm, người ta sẽ có những cái suy nghĩ và những cái quyết định khác nhau. Mà cái thời điểm này của em nó lẹ quá. Tiếng trước tiếng sau là đổi liền đó. Em biết không, ở cái thời điểm này anh đang rất là hoang mang về em á. Là anh thấy là trời ơi, anh không ngờ một cô em của anh bình thường hiền hậu, bây giờ chỉ vì một anh chàng mà có thể mà trời ơi ba mặt một lời vậy nè. Rồi, bây giờ coi như hai gia đình mới của chúng ta đã ổn định rồi. Mình sẽ phân tích cái phần siêu diễn của cái ông đeo mặt nạ con heo số 2 này nha. Trấn Thành, thấy sao? Khi em chà lớn cái đó em dòm, em có phát hiện được gì không? Khoan, cho em nói, Sam, anh với em luôn trái ngược ý kiến. Okay, hồi nãy em nói cậu này sao? Nãy em nói cậu này là hát hay. Anh cũng nghĩ vậy. Okay. Em cũng nghĩ vậy. Bước đầu là thuận lợi. Đúng rồi. Yeah. Em thấy, con thấy sao? Con không biết nữa, giờ con hoang mang quá à. Con làm một đội khác đi. Rồi. Yeah. Hy vọng rằng vòng 3 chúng ta sẽ đổi Hansara qua đây, Karik qua đây lại. Thôi hả quá. Mời nhà Trấn Thành trước nè, những người đã trưởng thành. Sao? Bây giờ đúng rồi. Để Sam chọn cho Karik. Với tư cách là một người phụ nữ trong gia đình. Trời ơi, trời chết kìa. Chết rồi. Trong gia đình của những gia đình sắp được lập gia đình. Đúng rồi. Và... Và với tư cách là một người phụ nữ chín chắn, có chiều sâu và có suy nghĩ. Và với tư cách là một người lạ của Karik. Người lạ ơi, sẽ cho tôi mượn bờ vai, tựa đầu gục ngã vì mọi mê quá. Người lạ. Em nghĩ là cái suy nghĩ này em có thể hiểu được lòng của Karik. Và em nghĩ là em sẽ nói đúng cái nỗi lòng của Karik luôn. Mình hiểu nhau ha. Vậy thì số mấy nào? Em sẽ chọn số 6. Đúng không ạ? Đúng không? Dạ đúng rồi. Em không nghĩ số 6 đúng không? Ý kiến của Karik sao? Dạ thì em mới nói anh Thành là em nghĩ số 6 hát hay à. Nhưng mà nó có giống dai không? Dạ em đồng quan điểm với Sam à. Họ đã tìm thấy nhau. Bước đầu mà đã thấy hợp quá trời hợp. Em ngồi rồi. Đây tự nhiên chứ bao giờ em cảm thấy em thừa thải như vậy. Thôi đi chỗ khác. Mà mặt Karik vẫn thờ ơ ha. Coi như không quan tâm. Ủa? Tới cái chuyện xuất hiện của Sam. Em coi giống như là bè bột bay trôi vậy. Nói gì với người ta cái thằng này. Em biết nói gì đâu anh. Em nói cái gì cũng được. Nói câu chính chắn đàn ông coi. 2, 3. Chào em. Trời ơi. Y như hai người xa lạ mới gặp nhau lần đầu vậy đó. Người ta từ bỏ một người đàn ông cào cấu đi qua đây gặp em. Bây giờ chào em. Không, thường là cái bước đầu lúc nào người ta cũng thẹn thùng như vậy hết. Em bạo quá sao? Thì nổi cái chuyện nhận xét bắt đùa bắt dế mấy ông trên đây không là đã thấy rồi.
Sao ai làm cho bả một cái lời giới thiệu mà nó chất lượng không vậy? Không phải, tại hai chị em chơi thân cho nên có sự o bế. Dạ. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi đến lời chào đến quý vị khán giả và các em nhỏ đang xem chương trình. Biệt tài tiếng hơn em. Chương trình biệt tài tiếng hơn. Mọi người có nói chuyện với em hoài, mình có anh Bình, chứ mà em chào còn anh Bình nè. Không, dạ, không sao em, tại vì đối với những người chỉ cần xuất hiện người ta đứng đó là cách cười thôi là đã khiến cho chương trình nó hoành tráng, tỏa sáng, không cần phải nói chuyện đâu. Trời ơi. Bình luận của mình có những cái phán đoán gì chưa? Đây, chuyên gia lòng tiếng, em nói đi Nhi. Lòng tiếng thiệt á, bé này là lòng tiếng thiệt á. Em nghĩ là lòng tiếng thiệt. Em nói gì nó dài dài hơn, lấy hình cho đẹp gì. À, nói dài dài hả? À, theo kinh nghiệm mà em cũng một vài lần có cơ hội được lòng tiếng phi hoạt hình thì em thấy như là bé này là lòng tiếng thiệt á. Ủa anh Bình, em đang nói chuyện mà anh có đang tôn trọng người chơi không? Có. Anh đang nói chuyện mà anh có lý do gì anh phải đi đổi xe, anh lấy góc máy cho đẹp anh vậy anh Bình? Không phải, thật ra là gió nó thổi vào đầu anh sợ trúng gió, anh sợ trúng gió mà nghe vậy giọng máng đông là bây giờ nó không tôn trọng tôi nè, nó còn đè tôi chưa một cái cây nè. Trời đất ơi, cái gì vậy? Tôi bao giờ tôi thành ghế vậy trời. Anh Bình tới tham gia chương trình này là để đẹp thôi mọi người ơi, còn không quan tâm đến bất kỳ ai hết. Nè Bình, Bình nên nhớ Bình là Trịnh Thăng Bình. Đúng rồi. Chứ không phải là Võ Tắc Thiên mà muốn làm gì làm gì chứ. Cũng không quan tâm. Không quan tâm. Trời ơi trời. Không quan tâm cái gì hết. Quay trở lại với câu chuyện nào Dự Nhiên. Em phải nói lại từ đầu nữa. Anh Bình thấy anh hại em không? Không sao đâu, em cứ nói đi. Là ý kiến của em cũng không đáng quan tâm lắm. Qua ý kiến người khác đi nha. Cảm ơn Dì rất nhiều. Ủa trời ơi, chị Thảo. Chúng ta nghe ý kiến của anh Thành. Anh có không có ý kiến gì đâu. Ờ, mình gợi ý. Cảm ơn anh Thành. Chúng ta sẽ đến với trong gợi ý của chương trình. Em là người quyết định trong nhà mình. Dạ. Em muốn nói gì cũng được hết. Người phụ nữ vẹn toàn tài sắc. Dạ thưa chị sao, em chọn nhảy múa. Em chọn là nhảy múa. Nhi em có chính kiến mà. Vậy là chốt đáp án nhảy múa với lời của anh Huy và Nhi. Dạ anh, vâng. Xác định luôn, anh chọn dẫn chương trình. Dẫn gì? Ủa? Em anh là không khí đó em nha. Em hỏi cho anh bay đi nha. Anh có hỏi ý đồng đội không anh Bình? Mình phải hỏi ý đồng đúng đội. Đúng rồi, đồng đội bây giờ là nghiêm túc đi, mình trao đổi với nhau đi. Sao nè, tính đi. Nhảy múa. Rồi Vân à, sau khi bàn luận với nhau xong thì đội của Vương chúng tôi quyết định sẽ chọn là dẫn chương trình. Anh đi luôn đi anh Thành ơi, anh đi luôn đi. Và em chốt đáp án với đội của anh Thành và anh Bình là dẫn chương trình. Không có tiếng nói trong xã hội. Để xem đáp án của hai đội có đúng hay không, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé Bùi Quốc Huy. Pha chế thức uống, diễn xuất, võ thuật cổ truyền, kể chuyện, ca hát. Một là quánh võ, hai là kể chuyện thôi. Còn cái dòng mà pha chế là trà sữa gì ở đây không có. Bé này đi uống trà sữa thì có. Võ thuật cổ truyền là một cái anh nghĩ có khả năng xảy ra cao. Em cũng nghĩ giống như anh Huy luôn á. Tại vì mọi người thấy tụi nó hình dung vô trời ơi bé này cơ quá, làm sao mà tập võ được. Nhưng biệt tài tí hon mà. Thấy tôi không? Nghĩ võ phải là võ. Cái này em cũng đồng ý với hai ban bình luận, em nghĩ là võ. Mấy người này tôi thấy kỳ quá, không có sự khác biệt gì hết trơn. Ok, sự khác biệt tạo ra điều đặc biệt chứ đúng không? Đúng, mình nói đi. Giờ nói hay không mà tôi muốn tách biệt nè. Tách ra hồ để cho nó an toàn chứ giờ nó nói quá. Anh cảm thấy á, cái sự khác biệt nhất trong mọi lĩnh vực ở đây đó là pha chế thức uống, đó là một sự rất khác biệt. Nhưng sự đặc biệt đó lại là võ thuật cổ truyền, cho nên anh quyết định giống như các bạn võ thuật cổ truyền. Anh ơi, hai em gái anh ơi, đúng rồi, đúng rồi. Tại sao lại là hướng dẫn viên du lịch An Giang mà không phải là hướng dẫn viên du lịch Hậu Giang hay là Tiền Giang? Tại vì quê nó ở An Giang á. À, tại vì quê ở An Giang á. Mình công nhận dễ thương ghê á. Sang chấn tâm lý em phải thông cảm cho anh. Xem cười dữ hay gì? Không phải, tại ngày xưa lúc mà em còn nhỏ á, lúc đó là em thần tượng anh Bình đi hát lắm luôn á. Giờ em không tin anh xạo nha, mất cười. Mất thần tượng ngày xưa nha. Chúng ta đến với ý kiến của anh Thành. Thì đó vậy đó. Ở kế bên, lay hay sao? Bây giờ nè,
tôi đang mê cái tạo mẫu tóc đi kìa. Nhìn con mắt đi kìa rồi nói chuyện với nhau.